Trước mặt chính là Sơn Trang Kinh Hải. Chúng ta vào thôi, đây. Thắng Nam à, nơi xa hoa như thế này, chúng ta thật sự có thể đi vào sao? Sao vậy, con vẫn là không lừa được hai người. Con như thế này rốt cuộc là uống trúng thuốc gì vậy? Lão nhị, các người dám đến Sơn Trang Kinh Hải sao? Thật trùng hợp, không phải là đến tham gia buổi vũ hội đấy chứ? Sao vậy, không được ạ? À, tôi thấy các người, chính là thấy ở đây có nhiều người giàu có nên đến để ăn mày nhỉ? Tôi nói rồi, chúng tôi đến tham gia vũ hội. Tham gia vũ hội, vậy giấy mời đâu? Lấy ra đây cho chúng tôi kiểm chứng. Tôi nói lại một lần nữa, chúng tôi không cần thư mời. Vậy chắc là tinh thần có vấn đề rồi. Cô coi đây là Cố gia sao? Ở đây sủa quang. Thắng Nam, chỗ này cô không thể vào được. Đừng cho rằng lẻn vào đó có thể cho mình ăn một bữa cơm. Tôi nói rồi, tôi vào thế nào không cần anh quản. Tôi có nên đưa cô đi bệnh viện thần kinh kiểm tra một lần không? Não bị uống nước rồi. Xem anh còn ngạo mạn được bao lâu. Bỏ đi, chúng ta đừng tranh cãi với bọn họ nữa. Vũ hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trước đi. Đến muộn sẽ ảnh hưởng tới cảm tình. Đúng, chúng ta cũng không cần phải ở đây tranh cãi với kẻ mất mặt bọn họ. Chúng ta nên tránh xa rác rưởi. Các người, không cần phải ức hiếp người khác quá đáng. Lão nhị, chúng tôi không phải đang chửi cậu, là các người tự chạy đến làm mình mất mặt. Đi thôi, chúng ta vào, tránh ra. Con gái, không phải con nói, bọn họ không vào được sao? Cha, đợi chút nữa xem kịch hay đi. Con nói bọn họ không vào được. Bọn họ chính là không vào được. Xin chào, chúng tôi tổng cộng có 4 người. Làm phiền rồi. Xin lỗi, các người không thể vào trong. Cái gì, tại sao không thể vào? Xin lỗi, các người không thể vào. Xin hỏi một chút, thư mời tham gia của chúng tôi lẽ nào có vấn đề sao? Là giả sao? Thư mời không có vấn đề. Là thật, vậy thì có ý gì? Chúng tôi có thư mời, dựa vào cái gì không cho chúng tôi vào? Chúng tôi nhận được thông tin, không thể để cho các người vào. Cố Huy, chuyện gì vậy? Bảo vệ, tôi nói cho anh biết, chúng tôi có thư mời, các anh phải cho chúng tôi vào. Xin lỗi, các người không thể vào, mời đi cho. Anh biết tôi là ai không? Tôi là bạn của Nam Phong tiên sinh, chủ của buổi tiệc này. Không cho tôi vào, anh dám sao? Tôi nói lại lần nữa, các người không thể vào, nhanh chóng rời đi. Nào, gọi lãnh đạo của các anh ra đây, đừng làm loạn ở đây. Anh là tên bảo vệ nhỏ, ngạo mạn cái gì? Chúng tôi hôm nay phải vào trong, anh còn làm loạn ở đây, chúng tôi sẽ không khách khí nữa. Đi, chúng ta vào, dám cản chúng ta thử xem. Tôi nói lại một lần nữa cho anh nghe, các người bị cấm vào đây, không biết lượng sức mình, mau cút đi. Cố Huy, nếu như bọn họ không cho chúng ta vào, thì chúng ta đi thôi, còn không cút đi, đây là tình thế gì vậy? Có thư mời cũng không được vào, quay về rồi nói. Thắng Nam, bọn họ thật sự có thư mời cũng không thể vào, con chính là muốn bọn họ mất thể diện. Sao vậy, không phải là có thư mời sao? Sao lại không vào được? Ít châm chọc thôi. Làm như các người có thể đi vào được không bằng. Anh nói đúng rồi, chúng tôi thật sự có thể đi vào. Nếu cô có thể vào trong, tôi sẽ ăn phân cho cô xem. Vậy anh nhất định nói được làm được đấy. Đương nhiên, tôi không tin, chúng tôi có lời mời còn không vào được. Rác rưởi, các người có thể đi vào sao? Quái lạ rồi. Vậy thì anh vào nhà vệ sinh chờ đi. Tôi sẽ ở đây, chờ xem các người mất mặt. Cha mẹ, chúng ta đi vào thôi. Thắng Nam, có thể được sao? Bọn họ có thư mời còn không vào được, chúng ta cái gì cũng không có. Nếu như thật sự bị đuổi ra ngoài, vậy xấu hổ chết mất. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nói có thể vào được, chính là vào được. Thắng Nam, con nhất định phải không chịu thua kém vậy à? Bao nhiêu con mắt bọn họ đang nhìn chằm chằm chúng ta. Xin lỗi, mời đưa thư mời. Tôi không có, cô có biết đây là nơi nào không? Không có thẻ thì không thể vào. Ngài là Nam Phong tiên sinh sao? Là tôi. Xin lỗi, xin Nam Phong tiên sinh cứ trách phạt, mời ngài vào. Không cần thư mời sao? Chúng tôi nhận được thông báo, ngài là khách quý của bữa tiệc hôm nay, mời ngài vào. Sao bọn họ có thể vào rồi? Tuyệt đối không thể nào. Sao bọn họ có thể vào rồi? Hơn nữa còn không có thư mời. Đúng là vả mặt, thật xấu hổ. Tiểu tử này nhất định là dùng lời ngon tiếng ngọt lừa đảo bảo vệ để vào trong. Cố Thắng Nam này mấy năm không gặp, lẽ nào cô ta thành đại tỷ phú rồi? Không thể nào, cô ta có thể có bao nhiêu tiền chứ? Nhiều nhất cũng là một khoản tiền bẩn, là việc không chân chính, hoặc là ở cạnh một kẻ lắm tiền. Chuyện này nhất định là có chuyện chúng ta còn chưa biết. Thật mất mặt. Lần này nhất định phải xử lý bọn bọ cho thỏa đáng. Bọn họ bây giờ muốn ngồi lên đầu chúng ta rồi. Mọi người đợi đi, con đi qua đó hỏi cho rõ. Anh cẩn thận một chút. Anh và Nam Phong tiên sinh có giao tình. Yên tâm đi.
Xin chào. Good.